Ok, máy nghĩa địa về tới cô chú anh chị ơi, khui hàng nha, khui thùng cho bà con mình luôn. Tại vì mấy hôm nay đi bóc máy em không có đi, mấy anh chủ em đi à. Trời ơi, máy đẹp. 3S15, cái gì đây? Yamaha turbo giải nhiệt nước. Trời ơi. 4LM, 3 Yamaha turbo. 4LM 2 con, Yamaha Tota 13B bên trong nữa kìa nha bà con. Này là Yamaha 2 turbo. Rồi quá đẹp luôn, lô máy này về xuất sắc nè cô chú anh chị. Rồi, mang vô trong kiểm tra chi tiết, sau đó là clip test nổ cho bà con mình. Ai có nhu cầu liên hệ nha, em sẽ báo giá chi tiết từng con cho bà con mình luôn. Dạ, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký phía bên tay phải để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay lô máy nghĩa địa về tới em cập nhật cho bà con mình, giá cả em cập nhật luôn và tình trạng như thế nào em sẽ báo cho cô chú anh chị mình nha. Đây, rất nhiều máy. Hôm nay máy nghĩa địa về được vài con nữa nè. 3S15 nữa nè bà con. Con này xuất sắc luôn. Giá rẻ nha. Lô này là con này về kẹp theo cho nên giá rẻ. Mời bà con xem clip. Báo cho bà con mình vài con máy đã qua sử dụng thì em báo đã qua sử dụng, còn nghĩa địa thì em báo trực tiếp nghĩa địa cho bà con. Tình trạng máy như nào thì em báo trực tiếp, kể cả giá cả nha. Trước mặt cô chú anh chị mình đây là Yamaha 4BH. Đời turbo xương gió. Đời này nó có tới 90 ngựa rồi nha bà con. 2800 tua. Rất là khủng nha bà con. Yamaha 4BH 90 ngựa. Đời này nó có cái xương hàng gió nè. Tình trạng máy này là đã qua sử dụng vậy nhưng mà nước sơn được còn cực chất bà con. Nước sơn nguyên bản của em nó luôn. 4 máy, 1 2 3 4, 4 máy bếp kim. Đời này là lồng 95 ly nha cô chú anh chị. Tục bô nè, đầu bô cũng còn đẹp luôn. Cánh gió bên trong, ở cánh lửa bên trong nè. Có sẵn cái đầu bảo vệ phía trước. Con này thì anh em báo là tình trạng là cúc ếch. Còn ruột không vậy anh Ẩn ơi? Còn cái ruột không anh? Dạ, để anh kiểm tra là coi có cái ruột nước không nha. Máy này là bao bà con mình cúc ếch tăng đa, bao nắp lóc. Dàn hơi còn cứng lắm nha cô chú anh chị. Còn ruột ha. Rồi ok, đầu nước ngọt còn nha cô chú anh chị. Yamaha 4BH, đời turbo xương gió. Sẽ có clip test cho bà con mình Yamaha 4BH này luôn. Giá em này rất là nhẹ nhàng nha cô chú anh chị, 90 ngựa. Đây này là có đi mua sạc nè. À, nguyên bản nha bà con. Này là bơm nước zin nè. Lóc liếc cực đẹp luôn nè bà con. Yamaha 4BH nè, 4BH. Lóc quá đẹp luôn bà con. Ok, có một cái clip kiểm tra ở bên trong rồi, để em gửi cho bà con mình. Hộp số bao nhiêu tu anh? Đâu rồi? 2.5. Hộp số 2 tu rưỡi nha bà con. Đây, hộp số 2 tu rưỡi. Cực quýp luôn. Đời này turbo xương gió nha, giá 55 triệu. Đây là cần ga. Đó. Đời 4BH nha bà con, cần tắt. Đời này rất là tiết kiệm, rất là bạo lực nha bà con nha. Đây. Máy cực đẹp luôn. Chân cản còn đủ là 1 2 bên kia luôn. 4 máy. 4 máy bếp kim, lồng 95 ly. Đủ đồ nha cô chú anh chị. Máy tình trạng đã qua sử dụng mà nước sơn là còn nguyên bản. Cực đẹp. Cực đẹp luôn, 90 ngựa 2800 tua. Đây nha. Bên trong này cô chú anh chị. Bên trong sạch sẽ nha. Bao hơi bao cốt cho cô chú anh chị mình. Bao cốt ếch, bao hơi chuẩn. Máy đã qua sử dụng, đời xương hàng gió. Tục bô luôn. Rồi, 55 triệu nha. Đời 90 ngựa. Ai có nhu cầu thì liên hệ Yamaha 4BH. Máy đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rất là VIP. Ai có nhu cầu liên hệ. Dạ đây em quay cho cô chú anh chị mình về cái em Yamaha 4LM. Đời này là tục bô xương gió nha cô chú anh chị nha. Máy này là nghĩa địa về. Dạ lô này bóc về thì nó được PS15 nghĩa địa nè, 4LM nghĩa địa nè, Yamaha Tota 13B nghĩa địa nè. Con này thì đã qua sử dụng, Yamaha 4BH. 4LM này tình trạng là nghĩa địa cốt ếch hơi chuẩn, bao cho cô chú anh chị mình, bao nắp lóc nha. Đời này có tục bô xương gió luôn, lòng 91 năm, 4 máy bếp kim nha bà con. Đời này nó có cái đầu máy không, hiện tại là có đầu máy không thôi. Đó, giá hiện tại bây giờ đầu máy không là 48 triệu nha cô chú anh chị. Đó, còn hộp số thì cô chú anh chị mình có nhu cầu á. Dạ, bao nhiêu tua thì báo cho em hay, em sẽ báo giá tiền từng hộp số cho bà con mình. Đây là 72 ngựa, 3.000 tua nè cô chú anh chị. 72 ngựa nha, số máy là 00647. Máy rất là đẹp nha bà con. Nước sơn thì có giảm tút vài vị trí rồi. Máy nghĩa địa về, 4 máy bếp kim.
lòng 91 năm. Đời này cái đây cái xương hàng gió nè cô chú anh chị, giải nhiệt gió để vô máy, đưa vô turbo nạp vào trong cho nó mát á, nó sẽ nâng cái mã lực lên, cái máy mình chạy nó tốt hơn. Turbo nha, đây IHI gia băng nè, đây đuôi cực đẹp, bánh trấn đẹp nha cô chú anh chị, nắp lóc đẹp luôn. Đời này là 72 ngựa, 3.000 tua. Hiện tại thì cái cục đề đã đem đi vệ sinh rồi, cho nên lấy đỡ cục đề 40H mang qua để tí xíu nữa sẽ đề nổ cho cô chú anh chị mình. 48 triệu đầu máy không nha. Giang Ma 4LM. Tục bô sườn gió luôn. Giải nhiệt gió luôn. Máy thì có đủ nha cô chú anh chị nha. Đi mô sạc nè, bơm nước zin, đầu nước ngọt có luôn nha bà con. 48 triệu đầu máy không. Ai có nhu cầu thì liên hệ. Dạ con này về bà con mình chạy điện được nè. Chạy vỏ composite tốc độ được luôn. Con này chuyên tải tốc độ nha. Con này chạy máy phát điện rất là ngon nha cô chú anh chị. Cho những bà con nào chạy tôm đồ này kia á, chạy điện tôm luôn. Rất là bền, rất là tiết kiệm. Giá đầu máy là 48 triệu. Dạ và đây là clip test nổ của Giang Ma 4LM. Đây tục bô xương gió. Tục bô xương hàng gió luôn nha cô chú anh chị nha. Con này là máy nghĩa địa. Đây là 72 ngựa 3.000 tua. Lòng 91 năm. 4 máy. Bốn máy luôn nha cô chú anh chị, tục bô siêu gió nha, bơm nước zin còn luôn nè, bơm nước zin đi mô sạc, đầu nước ngọt có luôn, hơi hám thì cực chuẩn nha bà con. Máy nghĩa địa thì bao cốt ếch hơi chuẩn, bao nắp lóc cho cô chú anh chị mình luôn. Đời này rất là lực, 72 ngựa tục bô siêu gió luôn nha cô chú anh chị. Cực kỳ, máy rất là chất nha. Và máy này nghĩa địa về thì ông anh em đã kiểm tra và có sơn nhập lên rồi. Đây, đây là cái bộ xin. Ok. Bỏ xuống được không anh? Bỏ xuống anh bụng cái này em cho anh ạ. Đây cái cánh gió của nó đi cũng được. Rồi, quất luôn đập. Em căng nghe cô chú anh chị. Rồi này cô chú anh chị mình chạy câu lôi ngon lắm. Con này về bà con mình câu lôi cực kỳ luôn. Guarantee nó nhuyễn á cô chú anh chị. Về câu lôi rất là chất nha. Siêu tiết kiệm. Hơi hám cực kỳ căng luôn nè. Vô siêu gió. Đời này 3.000 tua. 72 ngựa nha. Rồi quất cái nữa đồng. Bà con có nhu cầu liên hệ nha, Giang Ma 4LM. Quá đã. Đủ đồ hết. Và tiếp tục nữa là Yamaha 2. Đời này là hai máy, nhỏ gọn, tiết kiệm. Đời này nó có sẵn turbo và giải nhiệt gió nha bà con nha. Turbo đây. Và đời này thì có turbo thì nó lên đến 36 ngựa 3.050 tua. 36 ngựa nha bà con. Dạ nếu mà cái đầu máy không thì em nói chỉ với giá 19 triệu thôi. Máy nghĩa địa. Máy nghĩa địa thì có đủ đồ hết như là đầu nước ngọt nè. Bơm nước zin nè. Đây đầu nước ngọt nè bà con. Bơm nước zin nè. Imo sạc có nè, bu ly dư hai rảnh nè. Đó. Dạ đầu máy không thì giá là 19 triệu hai máy nha. Đời này có turbo 36 ngựa. 36 ngựa nó có trái dục bên hông nè bà con. Đây. Đó, nó có quả tạ bên hông nữa. Dây nó còn nè nha bà con. 36 nữa. Chỉ 19 triệu thôi. Dạ nếu mà luôn cả cái hộp số luôn thì bà con cộng vô dùm em thêm tầm 10 triệu nữa. 19 triệu thì nó lên là 19 thì lên 29. Dạ cái đuôi cắt nè.
đó, cần bảo vệ nè, cần số nè bà con. Hộp số con này hiện tại đang đi là 3.41 nha. Yamaha 2 turbo 36 ngựa, 3050 tua, turbo nhỏ gọn. Em này nhỏ xác lắm nha bà con nha, có chừng khoảng trăm mấy 200 kg thôi, hai máy nhưng mà 36 ngựa lực. Cho những cô chú anh chị chạy những cái vỏ mà cần một cái diện tích hầm máy nhỏ nhưng mà lấy tua, lấy tốc độ thì đây em có gửi tới bà con mình. Đầu máy 019 và luôn hộp số thì cộng thêm 10 triệu. Do bà con hỏi em thì hôm nào có cái lô nào mà 3S15 nó về kèm mà giá rẻ thì quay cho bà con, thì hôm nay có đây cô chú anh chị. Yanma 3S15. Và đời này là 3 boe quay xuống nha cô chú anh chị nha. Máy rất là đẹp, nước sơn nguyên bản còn cực kỳ luôn. Con này là máy nghĩa địa, đồ quay nhớt còn nè cô chú anh chị, bao hơi bao cốt nha, bánh trớn đẹp luôn. Đó, đây nước sơn đại chất, chì heo còn bấm đủ nha cô chú anh chị. Đó, chì heo còn bấm luôn, nước sơn còn đẹp lắm bà con. Hôm nay do mưa vậy cho nên là có thể là nó hơi ồn á, cô chú anh chị thông cảm giúp em. Đây là cần ga nè, và cần tắt là ở vị trí phía trên này. Đây là cần tắt nha, ba máy. Yanma 3S15 này thì nó bét kim ba máy, 1, 2, 3, có đầu nước ngọt nè, bơm nước zin có luôn. Demo thì sẽ gắn cho cô chú anh chị mình đề nè cô chú anh chị, đây bơm nước zin, demo sẽ gắn cho bà con nha. Con này nghĩa địa về nó không có cái demo, sẽ tặng cho bà con mình cái demo. Đây là cái đường bô, thì cái đường bô của dòng 3S15 đợt này về cái con này á thì nước người ta cho vào trong cái bô luôn, nước ta cho vào đây luôn. Hộp số của em nó đây, đây là hộp số nha bà con. Để em coi hộp số của em nó là 5.5 tu mấy cô chú anh chị, 5 tu rưỡi. Bơm nước zin có nha, nước sơn đồ đẹp lắm. Về con này cái đuôi hộp số bà con coi nè, nói lên tên tuổi chưa, cực kỳ vip, giá chỉ 52 triệu thôi cô chú anh chị. 3S15. Để em lên phía trước em quay lại cái lắc cho cô chú anh chị mình coi nha. Và cái số máy nè, bà con mình ai có nhu cầu sử dụng cái dòng 3S15 này thì liên hệ với em. Hôm trước ai hỏi em á, có con nào về mà nhập chung lô mà giá rẻ thì báo. Hôm nay em có rồi đây, giá cực kỳ, chỉ 52 triệu thôi bà con, 3S15. Hôm nay trời mưa cho nên là không có quay được cái dàn cam cò ở trong cho cô chú anh chị mình coi rõ. Bao hơi bao cốt nha, có clip test của em nó rồi nha cô chú anh chị. Đâu rồi, cái lắc nè. Nhà số máy là 0264. 0264 đời này là 63 ngựa, 2850 tua. Số là 5.48 nha cô chú anh chị nha. Số 5 tua rưỡi. Đầu cốt cực đẹp. Đầu cốt đẹp quá. 52 triệu bà con. Yanma 3S15. Máy đẹp lắm nha cô chú anh chị nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ. Hôm nay có con giá rẻ về cho bà con mình nè. Rồi đi ra con. Đi ra. Trời đất ơi. 3S15, 52 triệu nha. Đồ quay nhớt còn nha bà con. Này, còn đồ quay nhớt luôn nè. Kỳ vọng còn đủ hết. Giờ tiếp tục là Yamaha Toyota 13B. Đời này là không có turbo nha cô chú anh chị. Yamaha Toyota 13B. Cho những cô chú anh chị nào chạy vùng biển mà ngán turbo thì ở đây có phục vụ cho bà con mình luôn. Coi như bà con mình cần cái gì thì ở đây anh chủ em phục vụ tìm ráng xăng cho cô chú anh chị mình hết. Đó, những bà con nào hôm trước nói là Yamaha Toyota 13B có đời nào không có turbo thì báo liền. Không turbo nè bà con. Dùng biển ngán turbo thì đây có đây. 4 máy bét kim nha, đời 13B. 1 2 3 4. 4 máy nha bà con. Có tắp lô luôn. Đó, theo yêu cầu bà con mình luôn, có đầy đủ rồi. Đây là cái tắp nè. Chìa khóa hồi nãy em thấy rồi, có chìa khóa. Hộp số đang chạy là 3405. 3.05 nha bà con. Trời ơi cái đuôi số nè. Đâu. Thôi ơi, quá lịch sự. Quá dễ thương. Bà con mình mua máy tặng cho bà con mình con này luôn. Đó. Không, mua con này anh chủ em tặng cho cái máy. Rồi. Đời này tầm khoảng 80 mấy ngựa cho bà con nha. Yamaha Toyota 13B. Dạ máy thì có đầy đủ hết, bơm nước zin, đầu nước ngọt, máy nghĩa địa nha bà con nha. Còn dán keo luôn nè, chưa có nổ luôn, tí xíu nữa sẽ làm clip test nổ cho bà con rồi khui hàng. Đây là đầu nước ngọt,
gồm nước zin, đi mô sạc có nè. Để rồi cái lắc lên đó đây, 81 ngựa 3.100 tua nha cô chú anh chị ơi, quá dữ. Yamaha Tota 13B. Ở phía trước đây nó còn dư hai rãnh buli nè, có một cái nọng này luôn, quá lịch sự bà con. Yamaha Tota 13B nha, quá đẹp. Con này là nguyên bản nha cô chú anh chị, chưa sơn phết bất cứ vị trí nào hết, để nguyên gì cho bà con mình lựa chọn. Và sau khi thích, ngồi uống nước giùm em tầm khoảng 15 phút rồi ở đây thợ sẽ sơn. Đuôi hộp số nó lên tên tuổi luôn bà con, đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đây là cần bảo vệ số nè, đó, đây là cần số, hộp số 3205 nha bà con nha. Giá nãy anh báo nhiêu anh mời? Giá nhiêu anh? Hả? Giá 55 triệu nha cô chú anh chị. Giá chỉ 55 triệu thôi. Con này là đầy đủ hết á. Tắp lô, bơm nước zin, đi mô sạc, đầu nước ngọt, hộp số luôn. 55 triệu. Đời 81 ngựa, 3.100 tua. Đời này thuộc dạng cao tốc luôn nha cô chú anh chị nha. Có tải có cao tốc, bê tông tắc lẻ 2. Con này bốn máy với kim. Bét nó nhỏ lắm cô chú anh chị à. Có tí xíu thôi. Bao hơi bao cốt cực đẹp nha. 55 triệu. Rồi bà con mình mua con này tặng cho bà con mình cái máy 55 triệu nha. Bé này 55 triệu. Dễ thương cực kỳ. Dạ đây là clip test nổ của Yamaha Tota 13B. Nổ luôn. Còn tốc lẻ 2 đời này 81 ngựa nha bà con. Xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Cảm ơn bà con. Đặc biệt vừa ý con máy nào thì liên hệ với em nha, em sẽ tính cước vận chuyển như nào cho bà con. Còn ở gần thì đến chợ Đồng Phú Vĩnh Long giúp em. Cảm ơn bà con. Tạm biệt.